chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ruby của chúng tôi. Ngày hôm nay bên chúng tôi sẽ test một cái con men 4 kinh Ruby Pro 4X 1800W. Thì con này mình sẽ test cho một anh khách hàng ở tỉnh. Anh ấy đã chuyển tiền rồi. Và bây giờ mình sẽ test con men này ok và mình sẽ gửi chành về cho anh ấy. Các bạn ơi thấy. Về cái dòng men này thì về đã rất là lâu rồi, rất là quen thuộc với anh em rồi. Rất là nhiều anh em quan tâm và anh em đã mua. Đánh rất là khỏe nha. Mà cái bài review nói chi tiết về cái con men này thì mình đã làm rồi. Và mình sẽ để cái link ở phía dưới cho anh em xem thêm. Anh em nào chưa xem thì anh em có thể nhấp vào đó xem. Và bây giờ mình sẽ test con men này. Cân nặng của con này khoảng tầm 43kg. 43kg là thật nha. 43kg ấy vác phần nội nha mọi người. Luôn thùng là như hiện tại là có một cái đơn hàng của một bác ở ngoài Quy Nhơn, Bình Định đặt bên cửa hàng Điện Máy Ruby của chúng tôi là một cái con men 4 kinh Ruby Pro 4X 1800W. Cái con men này thì công suất chuẩn của nó là ra là 1600 trên kinh nha mọi người, 1600W trên kinh. Vâng, đó là công suất chuẩn luôn nha. Và tiếp theo là thêm một cái con mixer Dynacord CMS 1600. Này là cho một cái bác đơn hàng ở ngoài Quy Nhơn, Bình Định. Luôn tiện mình quay để mình test cho khách ở ngoài Quy Nhơn. Luôn tiện mình quay giới thiệu với các bạn luôn nha. Đây là một cái bàn mixer này. Mixer này thì mình không nói nhiều thêm nữa. Và hiện tại cái con men 4 kênh này mình đang đánh với cho 4 cái loa phun đôi 40 nha, coi 100. Đánh rất là khỏe, bao chắc. Rồi cho nhờ anh kỹ thuật viên cho xíu nhạc rực rỡ lên. Bolo 1 2 6 list 1 2 6 7 list 1 2 3 4 5 6.
tôi bỏ câu về để lại đây cây đắng và thương đau từ đêm mưa sáng sau khi nước mắt ban đầu yêu hòa yêu cho nhau nhìn thương nhớ mình thương nhau từ đó vâng, như vừa rồi là các bạn là vừa được nghe bên mình là test nhạc này và hát karaoke trên cái con men và con Mr. Dynacox CMS 1006 và một con men 4 kinh Ruby Pro 4X 1008W, công suất chuẩn của nó là 1006 trên kinh nha, và được nhập khẩu bởi công ty quốc tế siêu nhập, nhập nguyên con về nha mọi người, và được bảo hành chính hãng 12 tháng. Và mixer cũng vậy, vẫn bảo hành 12 tháng luôn nha mọi người. Và cái con mixer Dynacox CMS 1006 bên công ty điện máy Ruby của chúng tôi đang bán với giá 8.690.000 đồng. Và cái con men 4 kinh bên công ty cửa hàng điện máy Ruby của chúng tôi đang bán với giá là 10.690.000 đồng. Giá đã ưu đãi cho các anh em rồi nha. Rồi ok anh em, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới điện máy Ruby. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh YouTube điện máy Ruby của chúng tôi để theo dõi những clip tiếp theo giới thiệu về những cái mẫu sản phẩm mới nhất của bên chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.